Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ sáu ngày 17 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai quán triệt, học tập tuyên truyền nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương của tỉnh ủy. Góp sức dân nâng chất nông thôn mới. Đa dạng phương thức tuyển sinh đại học năm 2023. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế và một số cơ quan liên quan để nghe và cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban Kinh tế đã nêu một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến, gồm tên gọi của dự án luật về Liên đoàn Hợp tác xã, tổ chức đại diện Liên minh Hợp tác xã, hoạt động tín dụng nội bộ và về kiểm toán hợp tác xã. Cho ý kiến về các nội dung này, đa số các đại biểu nhất trí nên giữ nguyên tên gọi là luật hợp tác xã sửa đổi nhằm đảm bảo tập trung ưu tiên chính sách phát triển đối với hợp tác xã và bảo đảm bao quát mở rộng phạm vi điều chỉnh cùng đối tượng áp dụng, giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Về Liên đoàn Hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu nội dung này chưa đủ rõ, đủ chính, chưa có cơ sở lý luận thực tiễn thì chưa nên quy định trong luật. Cần thiết thì thực hiện thí điểm rồi tiến hành tổng kết đánh giá. Về tổ chức đại diện Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không những cần duy trì mà phải tiếp tục củng cố vai trò hơn nữa, bởi đây là tổ chức được giao đại diện bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số vấn đề lớn khác mà dự thảo luật cần xem xét thêm, cho biết nhiều chính sách phát triển đối với loại hình kinh tế hợp tác hiện nay vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống, như về tiếp cận đất đai, tín dụng. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị nhằm đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản, những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững. Theo Thủ tướng, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết làm căn cứ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Báo cáo của Bộ Xây dựng tại hội nghị cho biết, năm 2022, nguồn cung nhà ở khan hiếm, cơ cấu sản phẩm nhà ở nghiêng về phân khúc nhà ở trung cao cấp, nhà ở cho người thu nhập thấp thiếu, cơ cấu sản phẩm bất động sản bình dân giảm dần từ 20% năm 2019 xuống dưới 5% trong năm 2022, số lượng dự án triển khai rất hạn chế. Lượng giao dịch bất động sản năm 2022 tăng so với năm 2021, tuy nhiên vẫn giảm so với trước khi có dịch COVID-19. Giá bán được điều chỉnh về giá trị thực. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là gần 800.000 tỷ đồng. Còn theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328,9 ngàn tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý. Các doanh nghiệp bất động sản chiếm 28,87% trong tổng khối lượng phát hành. Thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tiếp cận nguồn vốn dài tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng, dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn, phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, học tập tuyên truyền nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương của tỉnh ủy. Ông Nguyễn Thanh Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến 8 huyện, thị xã, thành phố và 107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Trong hội nghị đại biểu tại các điểm cầu được triển khai quán triệt, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện chỉ thị quy định nêu trên của Ban Bí thư. Đại biểu dự hội nghị còn được quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai quán triệt học tập tuyên truyền nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương của tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức học tập, quán triệt, đảm bảo tính nghiêm túc, đổi mới, nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, kết hợp công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong triển khai và tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tập trung khắc phục những khó khăn tồn tại trong thời gian qua, thực hiện tốt các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh. Cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung chỉ đạo chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới, là tiếp tục làm tốt hơn nữa về công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, kể cả hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau hội nghị này, các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, giữ vững và vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Đoàn kiểm tra về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới do ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại huyện Tam Bình. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chỉ đạo huyện cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đến dự. Đến nay, huyện Tam Bình có 15 trên 16 xã được chuẩn, đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện có thị trấn Tam Bình đạt đô thị văn minh, 17 trên 17 xã thị trấn có đường ô tô kết nối đến trung tâm, tỷ lệ đường láng nhựa đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%. Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Huyện có 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Chợ Tam Bình đạt chuẩn chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đạt theo yêu cầu. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy đạt trên 92%. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lưu ý trong thời gian tới, huyện Tam Bình tiếp tục vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trồng cây xanh, tạo giảm mỹ quan đô thị, đẩy mạnh quá trình quy hoạch, tăng cường công tác xã hội hóa, thực hiện các công trình công cộng và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống của người dân. Đồng thời mong muốn lãnh đạo huyện Tam Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình. Thưa quý vị và các bạn, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021. Từ đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng đến xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt mục tiêu trên, ngoài nguồn vốn đầu tư của nhà nước thì việc quy động nguồn lực từ nhân dân có vai trò rất quan trọng, giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuyến đường từ cầu Đu Đủ ra đến bến đò Xẻo Lá thuộc ấp An Thành, xã Tân An Thạnh có chiều dài trên 2.500m, mặt đường nhỏ hẹp nhưng lưu lượng người tham gia giao thông rất đông. Trước thực tế trên, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân An Thạnh đã vận động nhân dân đóng góp trên 220 triệu đồng và gần 300 ngày công lao động để nâng cấp mở rộng, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn.
Tiến lộ này là lên nông thôn mới là mở rộng ra, chưa trước là phát triển kinh tế, sau nữa là công nhân đi làm, bà con mình đóng góp, nhưng mà ai có tiền thì đóng góp tiền, ai không tiền thì góp sức góp công, rồi là hùng với nhau mà làm vậy đó. Từ đầu năm 2022 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân địa phương đã đóng góp tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng và trên 1.500 ngày công lao động để thực hiện 11 công trình cầu đường nông thôn, giúp giao thông thông suốt, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nhằm thực hiện đạt cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thì xã Tân Thạnh ngoài những nguồn vốn mà được trên hỗ trợ về xây dựng các cơ sở hạ tầng, thì đối với ban chỉ đạo xã Tân Thạnh cũng vận động các nguồn lực tự dân để xây dựng các cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với các tuyến đường giao thông nông thôn và nâng cấp mở rộng các tuyến cầu để nhằm đạt được cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo chỉ tiêu nghị quyết của huyện ủy đề ra. Có thể nói, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, thì xã Tân An Thạnh còn nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc góp của góp công để cùng địa phương nâng chất 19 tiêu chí, góp phần làm thay đổi diện mạo xã nông thôn mới Tân An Thạnh ngày càng khang trang khởi sắc. Hiện địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, đang hướng đến xã nông thôn mới nâng cao thứ tư của huyện Bình Tân, sau các xã Thành Trung, Tân Lược và Tân Bình. Trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện vừa qua, tỉnh đoàn Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tạo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 18 cuộc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công tưởng niệm, đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi chúc Tết 151 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, để tạo an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn còn triển khai nhiều hoạt động phong phú như chăm lo Tết cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình thăm và chúc Tết các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, công an, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết, tổ chức chương trình về quê ăn Tết, Xuân biên giới, Tết hải đảo, Xuân yêu thương, Tết cho bệnh nhân nghèo. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 232 hoạt động, hỗ trợ 16.600 phần quà với tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Chiều nay, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 1 và khóa 2 năm 2022. Lớp tập trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 1 và khóa 2 khai giảng ngày 3 và ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022. Hai lớp đã hoàn thành chương trình của toàn khóa học với 100 học viên đang công tác tại các sở ban ngành tỉnh, các ban ngành huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Sau gần một năm học tập và rèn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương. Kết thúc hai khóa học, trong số 99 trên 100 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp, có 21 học viên được xếp loại giỏi, 72 học viên xếp loại khá, 6 học viên xếp loại trung bình. Tại buổi lễ, 99 học viên được trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. Trong đó, 10 học viên đạt loại giỏi toàn khóa, được hiệu trưởng trường tặng giấy khen. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản này đến cán bộ giáo viên của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường tiểu học trong tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo viên là tổng chủ biên, tác giả của các bộ sách giới thiệu về các đầu sách giáo khoa ở các bộ môn của lớp 4 theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tin học, Công nghệ. Thông qua hội thảo, giúp giáo viên tiếp cận nghiên cứu sách giáo khoa mới, làm cơ sở để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương, góp phần cùng với tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở khối lớp 4 trong năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã công bố phương án tuyển sinh năm 2023. Nét mới năm nay là các trường mở thêm nhiều ngành, chuyên ngành mới, đáp ứng nhu cầu xã hội với phương thức tuyển sinh đa dạng, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Mùa tuyển sinh năm 2023, trường Đại học Cửu Long tuyển hơn 2.500 sinh viên cho gần 30 ngành đào tạo. Nhà trường mở thêm ngành đào tạo mới là kỹ thuật y sinh, áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển học bạ, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng và tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
đồng thời thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ thí sinh. Thời gian này là thời gian cần thiết để thí sinh cân nhắc, xem xét và lựa chọn trường đại học. Vì thế chúng tôi đề nghị thí sinh nên bám sát thông tin tuyển sinh từ phía bộ, bám sát thông tin tuyển sinh từ phía các trường, giúp thí sinh lựa chọn cho mình một ngành học đúng sở trường, đúng sở thích và đúng khả năng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng mở thêm hai ngành mới là Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử, nâng tổng số ngành tuyển của trường trong năm nay là 30 ngành đào tạo đại học chương trình đại trà, 10 ngành đào tạo chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản. Cùng với đó là xét điểm chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế 2+2 với trường đại học ở Hàn Quốc. Nhà trường cũng thực hiện đa dạng phương thức tuyển sinh. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thì có một số thay đổi mà nó tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh là nhiều hơn. Thứ nhất là chúng tôi mở thêm một số ngành mới. Thứ hai nữa là cái chỉ tiêu là tăng lên gần gấp đôi. Một cái điều nữa là do cái liên kết của nhà trường với các cái công ty Nhật Bản. Thì năm nay thay vì thực tập ở Việt Nam thì thực tập bên Nhật Bản một năm và thực tập của Nhật Bản là nó miễn phí. Cùng với hai trường đại học trên, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có 5 phương thức xét tuyển. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long áp dụng đến 6 phương thức xét tuyển với nhiều chương trình đào tạo, liên kết đào tạo. Ngoài ra, một thuận lợi mới cho thí sinh Vĩnh Long nữa là năm nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 điểm thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Việc đa dạng hóa phương thức, điều kiện xét tuyển cùng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ của các trường đại học trên địa bàn tỉnh với hơn 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tạo nhiều cơ hội cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Hàng năm, vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng. Trong đó, đã có những trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề dù đã được cứu chữa kịp thời. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc. Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nóng lạnh thất thường nên trẻ mắc các bệnh đang có chiều hướng gia tăng và chiếm phần lớn số trường hợp đến khám điều trị tại các cơ sở y tế. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, lượng bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú luôn vượt công suất sử dụng giường bệnh từ 20 đến 30%, với khoảng 130 trẻ điều trị mỗi ngày, tăng khoảng 30% so với tháng trước đó. Hầu hết trẻ đến khám và nhập viện điều trị do mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Theo bác sĩ, đa phần những bệnh thường gặp do ảnh hưởng của thời tiết ở trẻ sẽ tự giới hạn và khỏi sau 5 đến 7 ngày điều trị. Tuy nhiên, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh sẽ có nguy cơ xảy ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn còn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần tích cực diệt mũi lăng quăng phòng bệnh, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ để nâng cao thể trạng và đưa trẻ tiêm vaccine các bệnh có vaccine dự phòng. Khi trẻ mắc bệnh cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, sa vào ma túy, người nghiện không chỉ tự hủy hoại cuộc đời mình mà còn gây ra nỗi đau cho chính người thân, thậm chí là còn lâm vào tù tội. Nhưng đó sẽ là ngõ cụt, đó sẽ không là ngõ cụt khi tìm được hướng thiện để quay đầu. Sử dụng ma túy. Hành vi trái pháp luật. Nghiện ma túy phải trả cái giá thật đắt. Nhưng sẽ không là dấu chấm hết khi những cuộc đời lầm lỡ gặp được liều thuốc hồi sinh. Thể dục nhịp điệu khởi động ngày mới, những thông điệp yêu thương, những bông hoa khoe sắc.
không gian sinh hoạt thì trong này không có gì là hợp phẩm, nó cũng gần như là bên ngoài. Tinh thần rất là thoải mái. Thay đổi nhận thức trong công tác quản lý học viên, từ biện pháp hành chính chuyển sang biện pháp giáo dục. Coi trọng biện pháp giáo dục, hoạt động tư vấn tuyên truyền pháp luật, nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng sống là những giải pháp căn cơ được cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long thực hiện. Suốt 6 năm qua, phòng đọc này luôn có trên 500 đầu sách để học viên giải tỏa tâm lý, chia sẻ những giá trị nhân văn, hình thành kỹ năng sống. Năm qua, cơ sở còn được tài trợ trang bị thêm phòng tin học với 36 máy tính bàn kết nối Internet, tạo điều kiện để học viên truy cập, nắm bắt thông tin, phổ cập kiến thức tin học. Các ngành nghề đào tạo được tổ chức đa dạng theo sở trường, điều kiện của học viên, trao cần câu làm hành trang để người nghiện sao cai, dưỡng tinh, tái hòa nhập cộng đồng. Xác định tâm lý trị liệu là giải pháp trọng tâm. Những trận bóng giao hữu, những buổi văn nghệ giao lưu và cả những góc nhỏ khuyên giải tâm tình. Sự lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia từ những người thầy đặc biệt đã tạo dựng niềm tin, xóa đi khoảng cách, giúp các học trò bất đắc dĩ cởi được nút thắt tâm lý, cảm hóa được những tư tưởng chống đối. Gần gũi thầy khuyên bảo mình có quyết tâm, sau này mình về thay đổi được. Cùng với nỗ lực của cơ sở cai nghiện ma túy và ý chí tự thân học viên, gia đình cũng là yếu tố quan trọng tạo thế kiện ba chân vững chắc, giúp người nghiện thay đổi nhận thức, hành vi. Nó cũng gán dữ lắm luôn, con mẹ đừng có lo, con người nó đổi khác lên á. Năm 2017, 88 vụ trốn trường liên tiếp xảy ra ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2018 đến nay, không ghi nhận trường hợp nào. Thành quả này còn tiếp nối trên chính những cuộc đời đang được tái sinh. Từ lúc tôi bỏ ma túy là những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đâu phải riêng tôi đâu, gia đình nữa. Từ khi mình từ bỏ, mình mới tính toán suy nghĩ làm ăn để mình xây dựng gia đình mình chứ. Nó lãng phí cũng 10 năm rồi. Đề cao giáo dục, cảm hóa, nơi đây đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai, nâng đỡ những bước chân lạc lối tìm lại tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ có nhiều món ăn dân gian độc đáo được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của những người con nơi đây. Và trong đó thì bánh hỏi mặt giỏng được xem là món đặc trưng của huyện Phong Điền. Sau đây là một số hình ảnh và những điều thú vị về món ăn dân gian nổi tiếng này của Cần Thơ. Để trong cái khuôn, trong cái khuôn rồi mình ép xuống, rồi tự cái tay mình rê, chứ không phải là cái khuôn như vậy. Bánh hỏi thường xuất hiện trong ẩm thực nhiều địa phương. Ở mỗi nơi, cách làm và thưởng thức bánh hỏi có nét khác biệt. Trong đó, bánh hỏi mặt giỏng mang nét đặc trưng của ẩm thực Cần Thơ, góp phần thu hút du khách đến với miền đất Tây Đô. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.